Thế tất cả sẽ có lời chúc như này. Thư ngỏ, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Phúc Yên, Trường Trung học Cơ sở Phúc Yên, thư ngỏ. Thân ái chào mừng em Dương Hải Phong, tân học sinh Trường Trung học Cơ sở Phúc Yên. Nếu đủ thời gian thì cô mời cả 40 bạn từng bạn lên đây để nhận cái thư này thì nó rất là ý nghĩa. Thế nhưng mà chắc là không đủ, cô sẽ mời 10 bạn một theo danh sách, được chưa? Nhưng mà giờ theo danh sách thì nhà trường không xếp theo thứ tự. Được rồi, nếu cô sẽ đọc này, thay mặt nhà trường, cô gửi lời chào và lời chúc mừng em đã xuất trúng tuyển vào Trường Trung học Cơ sở Phúc Yên niên khóa 2023-2027. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp và là hành trang quan trọng để các em từng bước trưởng thành. Cảm ơn em và gia đình đã tin yêu, lựa chọn học tập tại cô trường hạnh phúc mang tên Trung học Cơ sở Phúc Yên. Từ thời khắc này, em chính thức ghi danh vào môi trường mơ ước. Từ thời khắc này, phù hiệu trên ngực áo em mang sẽ mang tên Trường Trung học Cơ sở Phúc Yên, môi trường của những trò điều trải nghiệm tuyệt vời nhất. Hành trình của em tuyệt vời hơn khi được hòa vào bầu không khí náo nức của biết bao thế hệ học sinh đang hân hoan chào đón cổ hoa những người dấu hiệu nhà trường. Từ thời khắc này, bằng tất cả niềm tin yêu và sự tin tưởng, cô và tập thể hội đồng sư phạm nhà trường thiết tha mong em tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ, của thầy cô, có đủ kỹ năng và nghị lực để trở thành người tử tế, sau này tâm lực cống hiến góp phần xây dựng quê hương đất nước. Chúc em tỏa sáng hơn nữa, đạt giấc mơ lớn và luôn hạnh phúc. Em thương yêu, hãy sống đầy khát vọng sôi nổi, say mê đầy nhiệt huyết, vì em chính là học sinh Trường Trung học Cơ sở Phúc Yên. Vui mừng chào đón và đặt trọn niềm tin vào các em. Ca 10 yêu thương, chào thân ái, hiệu trưởng nhà trường.